chào tất cả quý anh chị cô chú. Ngày hôm nay thì bên nhà Bảo lại tiếp tục lên pin này, đó cũng như là lên thân máy khoan nội địa của Nanya Taiwan Đài Loan anh chị nhá. Mẫu này á thì tuần trước Bảo có lên video mà anh chị cô chú mình đặt nhiều quá, bây giờ này mình chỉ thấy còn có 20 cây thôi. Thì bên nhà Bảo á đã ký hợp đồng với công ty là sang tuần sau á thì sẽ về trước 1.000 cây như thế này này để phục vụ anh chị cô chú. Vì cây máy này á Bảo đặt nhiều, chất lượng ok quá mà giá thành á thì rẻ, cạnh tranh được luôn, mà bảo hành ấy thì cực kỳ chu đáo đến từ hàng cho mình nha. Rồi tiếp tục là mẫu pin Ultra này, anh chị cô chú mình thấy á cũng khá là nhiều kênh nổi tiếng review luôn. Đó thì mẫu pin này là vừa có chống rung này, chống va đập này, đó chống sốc cho mình luôn, mà mức giá thì cũng vô cùng rẻ luôn. Rồi và quả pin này á thì lại ngon hơn những quả pin khác, là nếu mà anh chị cô chú nào mà đi làm công trình, mình không cần á phải tốn tiền, chi thêm tiền để mua một quả sạc dự phòng đâu. Đó, mình không cần á một đế chuyển luôn, cứ cắm vào này trong những quả pin đã có lỗ cho mình á, mình sạc điện thoại iPad luôn đều được này, cắm sẵn như này quá tiện lợi luôn. Tiếp tục, nội thất thì quả pin này trang bị dòng xả cao nên là mình sẽ thấy nè, 4 con mốt phép nè, bảng mạch á thì pin bao nhiêu thì mạch á lớn bấy nhiêu rồi để mình xài, đổ keo khăn này đó để chống rung mốt phép cũng như là chip chiếc này kia. Ok, đây là cổng sạc điện thoại này. Tiếp tục, phía dưới này á là có một lỗ để mình sạc bằng cái cục adapter, nhưng mà theo bảo quả pin mà 6A15 cell của hãng Ultra này á thì mình sạc sạc đế là ok nha. Tiếp tục có báo pin cho mình luôn, đó một quả pin mà mức giá thành thì nói về chất lượng á thì cũng chỉ có là tầm trung thôi, nhưng mà trang bị MOSFET này, dòng xả cao, đủ keo khăng như này thì bảo đánh giá khá là cao nha. Đó, so sánh về pin á thì quả pin Ultra này nhà Bảo đang bán vô cùng được nha, được nhiều lắm. Anh chị cô chú mình tới cửa hàng này, đó thích xài máy mài dòng xả cao, lấy cho Bảo một quả pin Ultra này có 350.000 thôi. Đó, thay vì mình phải đi mua một quả sạc dự phòng điện thoại á cũng mấy trăm rồi. Đó, mình cứ lấy quả này cho Bảo đi làm công trình, đó tối hết pin đem ra xài luôn, đa năng, vừa xài máy khoan, máy mài, máy đục mà có sạc pin luôn là quá tiện. Đó, một quả pin mà có 350.000 trang bị dòng xả cao nha. Quả pin này á xài máy khoan này thì dư tải rồi, chủ yếu là xài cho máy mài pin nha. Đó, rồi sell pin á thì mình cũng thấy rồi, cứ mỗi quả là 2.000 ampe thì nhân lên 3 hàng là 6 ampe anh chị cô chú nha. Chiều dài á thì 1, 2, 3, 4, 5, tổng 3 x 5 là 15 cell pin, là cell 6A nha. Đó, cho dù á hãng có ghi là 8.5 ampe thì thông số cũng chỉ là ảo thôi anh chị cô chú ơi, chứ thực chất cũng là 15 cell 6A thôi. Đó, bảo review thực tế nha. Đó, có sao bảo dạy cho mình. Rồi trên mỗi quả pin á thì sẽ có lô pin nè. Đó, mã pin nó là xuất ra là mã pin là bao nhiêu này, có logo TD đây. Đó, 66 này quá trời luôn, theo từng lô một nha. Đó, cứ về một lô mới là mã thay đổi cho mình. Pin phổ thông anh chị ơi, đo cho bảo bên này sang bên này đúng chuẩn 4 phân nha. Rồi 350.000. Nhiều anh chị cô chú mình á xài máy pin lần đầu, à bảo là chưa có quả sạc thì xài sao, hết pin á thì nhà bảo bán này, đó pin kèm sạc á thì chỉ có mức giá là 400.000 thôi. Đó, sạc này á thì bảo bán là phục vụ cho mình này. Đó, dù á giá thành rẻ nhưng mà xài cũng cực kỳ bền nhá, nhà bảo xài hoài luôn. Đó, bán nhiều luôn mà ở nhà bảo xài á có quả 3 năm rồi không hư, chủ yếu là pin á là hư trước không à.
chứ sạc khổ hư lắm nha. Rồi tiếp tục, bảo sẽ qua cho mình thân máy khoan nội địa Nanya Taiwan nha. Rồi mẫu này thì nhà bảo ngày hôm nay chỉ còn khoảng hơn 20 thân đây là hết hàng rồi, sang tuần mới có nha. Lực ăn này á thì lên đến là 65 niu này. Đó, thương hiệu này là của Taiwan, Đài Loan anh chị nhá. Model máy là TB Gen 2 65 niu. Rồi đầu á thì cây này là đầu kim loại cho tất cả anh chị cô chú nha, khóa lốc này để mình xài. Rồi động cơ máy là không chổi thang, máy thì thiết kế này êm này. Rồi ba chức năng cho mình, thiết kế gia công anh này vô cùng tỉ mỉ nha. Đó, độ hoàn thiện lắp đặt đẹp anh chị ơi, màu xám xi măng nha, một màu rất là hot luôn. Tiếp tục mình sẽ thấy là sau những cây máy sẽ có miếng đờ kim loại, nhưng mà anh Nanya này dày hơn nha, so với những thương hiệu bảo bán nha. Đó, mình cũng thấy rồi, nhà bảo có bán rất là nhiều thương hiệu có miếng đờ sau này nè, đó như là những hàng phổ thông nhà bảo hay bán, anh này dày hơn. Mà giá thành á thì thân không chưa bao gồm pin sạc, anh Nanya này chỉ có là 320 thôi, 320.000 tính về giá thành nè. Rồi tiếp tục bảo hành á thì anh này á thì thời gian lại dài gấp đôi, lên đến là 12 tháng cho mình. Bảo hành á là bao gồm bo mặt này kia này, đó có nhiều anh á làm rơi rớt hư đầu, cái đấy không bảo hành là đương nhiên rồi. Còn nhà bảo hành cho mình á về bo mặt này, đó nhông số này kia, về máy là 1 năm cho mình xài. Rồi anh chị nào á mà mua thân không 320.000 bảo hành 1 năm đúng không? Tiếp tục chưa có pin sạc, nếu mà có điều kiện nha thì theo bảo lấy luôn cái combo á mà pin ultra kèm sạc này 400.000, đó tổng á là 720.000. Còn không muốn rẻ hơn, bảo lên cho mình á mẫu pin power 4A 10 cell, pin này á kèm sạc này là quả pin nhà bảo đang bán là 150 này, sạc 200.000. Đó là trợ giá cho mình thôi nha. Đó thì kèm thêm cái thân là tổng chi phí chỉ có là 320 với lại là 200 là 520. Đó, mình mua là 520.000 thôi. Là nếu mà mình mua combo á thì bảo tính cho mình á 470 thôi. Đó, mua combo, còn mua lẻ thì cứ mỗi quả pin như này là 150, quả sạc 50. Đó, còn nếu mà mình muốn dòng xả cao kết hợp sạc điện thoại iPad này, bo mặt khủng, lấy cho bảo pin ultra. Pin ultra này á đang bán là được hàng lắm, vỏ chống rung này, chống va đập á thì cũng hạn chế tình rơi trúng điện thoại anh chị ơi. Rồi quả pin ultra này là 350.000, sạc thêm 50 nếu mà chưa có mình xài. Rồi anh chị cô chú nào mà thích hàng Nanya nha, sắp tới á thì công ty cũng giao cho bảo cả 1.000 cây máy mài này, máy mài là 2.000 cây luôn. Rồi sạc để chuyển 220 đang về trên đường nha. Đó, nhà bảo đang ký hợp đồng số lượng nhiều và mức giá thì tốt để cạnh tranh với thị trường, để đáp ứng nhu cầu anh chị cô chú mình xài công trình cũng như là gia đình nha. Nên là anh chị nào á mua cây này được công ty bảo hành thời gian lên đến là 12 năm nha. À nhầm, 12 tháng nhầm. Rồi bây giờ á thì bảo xin kết thúc chương trình máy pin Nanya Taiwan và pin Uta này có sạc điện thoại ngày hôm nay tại đây.